Xin trân trọng chào mừng và chào đón tất cả các bác và anh em trên mọi miền tổ quốc đến với kênh Thiên Nguyễn Âu Đổi Dương. Kính thưa các bác, sau những ngày chúng tôi giải lao đi nghỉ dưỡng và lại tiếp tục vào công việc, thì hôm nay tôi xin phép được quay cho các bác xem cái quy trình bảo dưỡng những con đà. Và chúng tôi bảo dưỡng trong tình trạng là tập thể đồng loạt, và tôi sẽ giới thiệu cho các bác một con đài nguyên tổng xốp. Và cái con này là một trong những con màu đỏ, cũng có cái phân khúc giá rất là hợp lý, và nó là một trong những dòng còn phun cả thùng xốp phụ kiện rồi các cái dây cấp nguồn vân vân. Thì nó là những cái gì và như thế nào thì các bác có thể xem theo dõi video để tôi có thể trình bày các bác chi tiết các cái sản phẩm đây. Vâng, trước mắt các bác thì đây là một loạt các cái quy trình bảo dưỡng. Bảo dưỡng cái gì đây ạ? Đây là một loạt các cái dòng QT88 các bác nhé. QT88 trung tâm đang bảo dưỡng mỗi cái số lượng cực kỳ lớn. Tổng những cái con ở đây bảo dưỡng đâu đó tầm khoảng độ 7 con các bác nhé. 7 con đó, trong đó thì có cả màu đỏ và cả màu ghi và màu đỏ. Những cái con này được bảo dưỡng như thế nào? Các bác có thể thấy cái quy trình bảo dưỡng của trung tâm đây, nó vô cùng là chuyên nghiệp, vô cùng là kỳ công. Tất cả các cái chi tiết của sản phẩm đều được tháo rời ra các bác nhé, tháo rời hết ra, sau đó là được giặt bằng nước sạch, phơi khô, sau đó là được lắp ráp lại như ban đầu và căn chỉnh lại toàn phần. Đấy, sau khi bảo dưỡng vệ sinh xong lại căn chỉnh lại toàn phần. Các bác có thể thấy đây là những cái máy, các bác có thể nhìn thấy những cái máy đây. Để có những cái chất lượng tốt, các bác thấy cái máy này đã được bảo dưỡng, các bác nhìn thấy chưa? Đấy, sạch sẽ từng ly từng tí một các bác nhé. Đây, các bác nhìn thấy chưa? Đấy, sạch sẽ từng ly từng tí một luôn, từng milimét một, phải nói đúng nghĩa là từng milimét một các bác nhé. Đấy, tất cả các bác này. Đấy, những quy trình bảo dưỡng của trung tâm đó là quy trình tuyệt vời. Các bác có thể thấy từ gan teng đều được giặt hết ạ, giặt chi tiết hết. Các hệ thống nút từ các bác này, đấy, đều được giặt chi tiết và chúng tôi đã đánh dấu theo quy ước hết. Đấy, quy ước hết các bác nhá. Cho nên là đây phần cơ đó các bác này cũng đều được tháo ra, giặt toàn phần hết các bác nhé. Đấy, để có một con đài hoàn thiện như kia thì nó là một cái quy trình khép kín cực kỳ là cầu kỳ, cực kỳ là phức tạp. Nó không đơn giản, bởi vì rất nhiều, tôi khẳng định là rất nhiều, không nói tất cả, như nhỉ, trên 90% hiện tại anh em bán trên thị trường thì phần lớn là không được bảo dưỡng như này, chỉ là thổi bụi qua này các bác nhé, chỉ là thổi bụi qua thôi. Cho nên cái sản phẩm nói gì nói thì sau thời gian hơn 40 năm rồi thì chặt lần cát bụi rồi các cái cẫn ghét các thứ, thế rồi là khô hết các hệ thống cơ mỡ rồi, không được tra lại thì nó chạy không bao giờ trơn tru, không bằng con ảnh được. Các bác thấy không? Đấy, quy trình bảo dưỡng của chúng tôi cực kỳ phức tạp và kỳ công. Các bác thấy tất cả cái vỏ này đó, đều được giặt từng ly từng tí một các bác nhé. Và đây các bác cũng có thể thấy đây, tôi đang bảo dưỡng một con đài sáp GF939 đây. Đấy, cái quy trình bảo dưỡng này cũng phải tháo hết chi tiết ra. Đấy, các bác theo, tháo rời toàn phần hết ra như này. Sau đó là những cái vị trí nào cần phải giặt, cần phải sử dụng bằng nước là làm lại hết toàn phần. Đó, thì đấy là cái quy trình bảo dưỡng của chúng tôi hoàn toàn như vậy các bác nhé. Cho nên các bác yên tâm là khi các bác mua sản phẩm ở đây thì các bác được những sản phẩm chất lượng nhất có thể và có những cái độ tinh tế nhất có thể các bác nhé. Đấy, cho nên là các bác bỏ đồng tiền ra rất xứng đáng, tiền nào của đấy. Ok. Rồi, thì đó là cái quy trình bảo dưỡng như thế. Và hôm nay thì xin phép được giới thiệu các bác và anh em đây, một con đài cũng rất là nổi tiếng. Đó là con đài Soli. Con này có model là CFS VK90 các bác nhá. VK90. Con này nó là dòng đỏ các bác nhá. Còn nguyên cả adapter các bác này. Adapter zin của nhà máy này. Đấy. Còn full shop các bác nhá. Đấy. Còn cả sách hướng dẫn luôn. Đấy. Còn full hết luôn. Sách dẫn thì tôi để trong hộp. Đây các bác này. Đây con này, con màu đỏ các bác nhá. Con này có một cửa auto divert, đó là cửa bên này, các bác này. Đấy, cửa bên này không vớt. Đây tôi đang chạy một cái adapter bên ngoài. Adapter bên ngoài các bác nhá. Còn cái adapter zin của nó tôi vẫn để nguyên đây. Đây, tôi xin phép được bỏ chi tiết ra, sẽ quay chi tiết cho các bác. Đây các bác này, đây cái số bên này nó đây này. Đấy, nó còn full hết các bác nhá. Phun toàn phần hết. Tôi sẽ quay chi tiết cho các bác. Đây các bác có thể thấy đây. Một con
đài sáp. Con này có model là CFS VK80 các bác nhá. Suli CFS VK80 và con này có phân khúc giá rất hợp lý. Con này thì cũng đã được trung tâm dù phun thùng vẫn được bảo dưỡng và được thay thế các cái dây cu doa hoặc những cái phần nào liên quan đến đều được bảo trì và giữ rồi các bác nhá. Đây. Đến bên sau của nó đây các bác này. Đấy, còn giữ rất là mới các bác nhá. Rất là mới. Mặc dù em này là một trong những em sản xuất cách đây hơn 40 năm rồi. Đây các bác có thể thấy hệ thống phím nút này. Sáng quắc xoay cương. Rất đẹp luôn các bác nhá. Các hệ thống nhôm của nó không có bị ố hay gì hết các bác nhá. Đây, phần mặt tiền. Rất đẹp. Đấy, các hệ thống đường truyền âm mạng của loa các bác nhá. Sáng quắc xoay cương luôn, không có tí nào bị ố nhất gì các bác này. Đây này. Sáng quắc xoay cương hết cả hai bên. Cả hai bên đều như vậy các bác nhá. Rồi, ok. Tôi xin phép được tháo xốp ra để tôi test cho các bác. Để các bác có thể trải nghiệm một cách thực tế nhất. Đây. Đó. Tháo xốp ra. Trải nghiệm cho các bác một cách thực tế nhất có thể. Đây. Sản phẩm đã được tháo xốp vào rồi đây các bác này. Em này thì hình thức rất là đẹp các bác nhé. Hình thức con này thiết kế rất là cân đối, rất là đẹp. Một cửa auto reverse và một cửa thì không vớt. Cửa A là cửa auto reverse các bác nhé. Đấy. Tất cả các hình thức của em nó còn giữ được rất là mới các bác này. Tất cả các đường truyền âm mạng đây. Và tôi sẽ quay các bác cả cái phần sơ di. Đây, sau khi tháo rồi các bác này. Đó, tất cả đường truyền âm mạng rất đẹp đúng không ạ? Đây. Và đây là cái phía sau của sản phẩm. Cũng như model sản phẩm các bác này. Đó. CPS VK80, hàng Made in Japan các bác nhé. Đây, Made in Japan này. Đấy. Và đây là cái phần sơ di sản phẩm các bác này. 603 các bác nhá, 608 này. 603. Đó. Đó, đẹp tổng thể luôn các bác nhá. Anten zin hết. Rồi, tôi sẽ tiến hành test chức năng cho các bác. Test chức năng cho các bác. Em này thì các bác bày cũng đẹp. Bày cũng đẹp và tiếng cũng rất là hay các bác nhá. Tiếng rất là hay. Đây, tôi sẽ test các bác cái tính năng của nó đây. Đây là phần to nhỏ các bác này. Chầm một năm thế thì giống Toyota ngay thôi chồng ơi. Có lòng sâu đâu sẽ tìm. Con này tiếng rất hay các bác nhỉ. Có lòng sâu ngày chi huyết áp cao. Có lòng sâu không sẽ tìm mạch đủ thuốc kê đơn. FPT Long Châu, chuỗi nhà thuốc lớn tại Việt Nam với hơn 1.800 nhà thuốc, đủ thuốc kê đơn bệnh viện, chuyên thuốc thế hệ mới, tiểu đường, tim mạch, huyết áp, ưu đãi cả nhà khỏe, hàng ngoại nhập giảm đến 35%. Chị Grammer, tổng đài viên cả nhà phân phối chính thức của ít nhất 30 nhà sản xuất thiết bị điện tại khu công nghiệp Đại An, thành phố Hải Dương. Để phục vụ nhu cầu mở rộng sản xuất, công ty cần tuyển lao động nam nữ làm việc tại nhà máy tại khu công nghiệp Đại An, thành phố. Hỗ trợ hạn chế quá trình lão cứu hỏa để đảm bảo an toàn. Nếu lửa cháy xuất hiện và nguồn điện vẫn còn, sử dụng vật liệu như đất, cát hoặc 97 MHz. Nano. Hoặc bình chữa cháy để dập lửa một cách an toàn. Sau khi kiểm soát được điểm chập điện chính, hạ thuốc và không có tác dụng. Khu đô thị ven sông là trái. Điện rất hay.
đó là phần FM các bác nhé. Tôi sẽ mở phần AM. Con này có 3 băng sóng AM, FM và một băng TV. Đây AM này các bác này. Đây là tiếng nói Việt Nam. AM các bác nhá. Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư, những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm. VOV2 đó các bác nhá. Chạy bình thường hết tất cả các chức năng. Thường thì những con đài mà nguyên tần số thì nó còn giữ được độ mới cao ấy. Thì cái loa đen nhánh các bạn này, loa đen nhánh có gì tinh nó sẽ đen nhánh, còn theo thời gian thì cái này nó sẽ bạc trắng ra, cái này là đương nhiên thôi, nó lão hóa do ánh sáng ra ngoài, không khí ánh sáng nó sẽ bạc trắng ra. Thì đó là cái phần radio các bác nhá, cassette đây. Bên này vớt các bác nhá. Còn không biết nó có tìm bài này không, cái tôi thử xem tính năng tìm bài nó còn không. Cũng có còn không cơ. Cái này không phải con nào cũng còn. Ok, vẫn tốt các bác nhé. Cái con này, cái cơ của con này thì nó dựng, các bác đã để ý cái con Soli, con CPSW600 đấy, thì cơ con này tương tự như thế các bác nhé. Đấy, tương tự con Soli đấy, nó chỉ khác là cái bên này vớt thôi, còn con Soli kia nó không vớt. Đấy, thì nó giống cơ bên cửa B này các bác này. Đấy, về cơ của cái con này và cái cơ này rất giống nhau, cơ rất giống nhau, tôi đã bảo dưỡng thì rất giống nhau luôn. Đó là cái cửa bên bên A. Các bác này, tôi đi tôi lại bình thường các bác này, này chạy mầm. Đó, tôi lại này. À, tôi đi này. Đấy, tất cả chạy bình thường các bác nhá. Tạm dừng này các bác này. Tạm dừng bình thường các bác nhá. Đó, thì đấy là cửa bên A, cửa bên B các bác này. Con này không biết có phải tìm bài cả hai bên không, người tôi không biết, thì thường Suri hay rất làm hay làm cả hai bên. Tôi thử xem có đúng thế không. Chắc chắn như thế, Suri rất hay làm hai bên các bác nhá. Đúng rồi, đấy, Suri rất hay là cả hai bên đều tìm bài được. Đó, cái thằng Suri nó có đặc trưng thế, cho nên cái cơ con này mấy cái con VK600 là nó như nhau các bác nhá, nó như nhau. Đấy, tức là cái con này nó gần là pha cái cửa A, cửa B này giống cái con VK600. Còn cái cửa A này giống cái con VK660. Con 660 thì nó vớt các bác nhá. Thì con này cũng vớt cái cửa bên bên A. Còn cửa bên này không vớt thì giống con VK600. Thế về cơ cấu của cơ, nó chỉ khác là một thằng nằm đứng lên phía trên và thằng kia làm ấn ở phía dưới thôi, chứ còn về cái phần cơ nó giống nhau. À, tôi bảo dưỡng là thấy cơ giống rất giống nhau và nó cũng khá là lành các bác nhá. Chạy bình thường hết các bác nhé, các tính năng chạy bình thường hết. Con này thì tôi thấy là chạy rất là hoàn hảo. Và con này có phân khúc giá rất là hợp lý. Đó, rất tốt luôn, cửa rất nhạy các bác nhé. Cửa rất nhạy. Tìm lại các bác này, đấy, tìm lại cũng tốt đấy. Rất là nhạy luôn. À, thực ra nó đã tìm bài được thì cái tour nó cũng tốt rồi các bác nhé, tour đi tour lại bình thường hết, tốt hết. Đấy là điều chắc chắn rồi. Tiếng rất là hay. Cả hai cửa đều có tìm được bài, rất là hay. Cơ Soli có cái hay như thế. Và cái con này thì thiết kế hình thức cũng khá là đẹp, tôi trông cái hình thức của nó rất là cân đối. Nhà nàng ở cạnh nhà tôi. Ok, thì đó là các cái tính năng của sản phẩm các bác nhá. Những con này thì tôi đánh giá là cái chất lượng của nó rất là tốt. Và cái con này thì đầu tư nó còn rất mới các bác nhá, đầu tư của em nó rất mới.
Đấy các bác thấy không? Cờ của nó này, cờ rất đẹp luôn, cờ rất đẹp, rất mới. Con này thì tôi cũng có cái chi tiết cái phần ruột bên trong rồi. Bác nào thích gửi ruột tôi sẽ gửi cho bác xem cái phần ruột gan bên trong. Ok, thì sản phẩm này đã được quay rất là chi tiết rồi, và các bác cũng đã được test các cái tính năng cần thiết của sản phẩm rồi. Và em này là một trong những em phun thùng xốp, phun phụ kiện các bác nhé, kể cả giấy tờ, sách hướng dẫn, rồi adapter đi theo, adapter zin của nó các bác này còn nguyên hết các bác nhé, còn đầy đủ hết. Đấy, thì bác nào quan tâm đến đây, con này thì các bác có thể liên hệ. Em này là hàng của Nhật Bản các bác nhé, Suni Japan Nhật Bản luôn. Các bác lưu ý là những con này của Nhật Bản. Đấy, thì bác nào quan tâm đến những cái sản phẩm này thì các bác có thể liên hệ để chúng tôi có cái hướng hỗ trợ cho các bác cái hình thức thanh toán cũng như là chi tiết sản phẩm và khuyến mại những cái gì để các bác có những cái sản phẩm tốt nhất nhé. Ngoài ra thì QT88 trung tâm có rất là nhiều, chúng tôi đang bảo dưỡng gần chục con. Đấy, thì các bác nào quan tâm đến dòng QT88 thì các bác cũng có thể liên hệ. Trong này thì đã có khách đặt rồi, cho nên tôi đã phải bảo dưỡng một loạt một thể luôn để phục vụ các bác. Và cái quy trình bảo dưỡng của chúng tôi thì vẫn kiên định là làm chuyên nghiệp, chứ không làm những chất là cầu thả hay là làm một vài cái làm màu mè, mà tất cả những con nào đều được làm kỹ lưỡng hết, chứ không có tính chất là làm màu mè để mang nhất là chỉ là giữ mồi các bác, không có làm cái đó. Thế là cái quan điểm của chúng tôi là như thế, đã làm là làm chuyên nghiệp, đã làm cẩn thận, không có cái làm tính chất là làm tính chất là lau cá. Đấy, để có cái sản phẩm lên nó sẽ đẹp như cái con sau cùng này. Đấy, thì nó rất là qua rất là nhiều cái khâu bảo dưỡng bảo trì như này. Ok, xin cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video. Bác nào quan tâm đến sản phẩm thì các bác có thể liên hệ để chúng tôi có cái hướng hỗ trợ cho các bác về cái hình thức chọn lựa sản phẩm, đặt hàng cũng như là hình thức thanh toán cũng như là các cái hỗ trợ khuyến mại nhé. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video. Xin chào các bác và hẹn gặp lại tất cả các bác ở video tiếp theo nhé. Xin cảm ơn các bác nhé. Xin chào các bác ạ.